Cuộc sống hiện đại bận rộn, nhanh chóng, nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ tiện ích, nếu biết thu xếp, chúng ta vẫn có thể dành thời gian để phát triển sự nghiệp, đồng thời chăm sóc gia đình, quan tâm con cái, theo đuổi ước mơ, phát triển bản thân. Chương trình Trò chuyện hàng tuần là nơi các gia đình, bạn bè cùng nhau họp mặt để tâm sự và chia sẻ mọi khía cạnh của cuộc sống, nhằm hướng tới một lối sống hòa đồng, cởi mở và hạnh phúc hơn. Chương trình Trò chuyện hàng tuần do kênh truyền hình FBNC và công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp tổ chức sẽ lần lượt gửi đến quý vị những chia sẻ về sức khỏe, ẩm thực, giáo dục, ứng dụng công nghệ, thực phẩm an toàn, du lịch, làm đẹp, văn hóa đọc v.v. Hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những thông tin thú vị và bổ ích. Chương trình Trò chuyện hàng tuần kỳ này sẽ chia sẻ sâu sắc về việc chuẩn bị, hỗ trợ tâm lý cho con em trước và trong khi đang học tập ở một môi trường mới, bên cạnh những kinh nghiệm mang tính kỹ thuật như tìm hiểu thông tin, chọn trường hay chọn ngành học. Kính thưa quý vị, du học thì đang trở thành một sự lựa chọn đang ngày càng phổ biến, và một khi quyết định cho con em mình đi du học thì cũng là lúc mà những cái mối lo lắng đến với các bậc cha mẹ, phụ huynh ngày càng nhiều. Với chủ đề chia sẻ về du học trong chương trình trò chuyện hàng tuần kỳ này thì chúng tôi sẽ tập trung chia sẻ hết sức sâu sắc về những công việc chuẩn bị cũng như là những công việc chuẩn bị tâm lý cho các em cũng như là cho các bậc cha mẹ, phụ huynh trước cũng như là trong khi đang du học và sau khi đang du học, và giúp cho quý vị sẽ có được những cái trải nghiệm thú vị nhất trong cái giai đoạn vừa hồi hộp vừa mới lạ này trong chương trình trò chuyện hàng tuần kỳ này. Do công ty Phú Mỹ Hưng và kênh truyền hình FBNC phối hợp tổ chức sản xuất, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin giới thiệu hai vị diễn giả của chương trình hôm nay. Đầu tiên là tiến sĩ Nguyễn Thái Hà. Anh Hà là chủ tịch Hội Nghiên cứu sinh Quỹ Giáo dục Việt Nam VF, và anh Hà là một trong những sinh viên đầu tiên đã đi theo diện học bổng của quỹ VF. Và tiến sĩ Nguyễn Đức Long, anh cũng là một trong những cựu nghiên cứu sinh của VF, và hiện tại thì anh nguyên chánh văn phòng của VF tại Việt Nam, cũng như anh hiện là đại diện tuyển sinh quốc tế của rất nhiều trường đại học trên thế giới. Cảm ơn anh rất nhiều, anh Hà và anh Long, đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị. Trước đây có thể là thời của hai anh đó, thì cái việc đi du học là một cái việc rất là khó khăn, có thể nói là một cái ước mơ của rất là nhiều các em học sinh, và dường như là chỉ có những bạn nào mà học rất là giỏi có được học bổng thì mới được đi du học thôi. Nhưng mà bây giờ thì đương nhiên là mọi việc đã thay đổi, cái việc đi du học đã trở nên rất là dễ dàng hơn. Ngoài cái việc rằng là nền kinh tế của chúng ta phát triển, hội nhập nhiều hơn, thì theo hai anh cái nguyên do chính nào mà dẫn đến sự thay đổi này, anh Long có thể chia sẻ trước không? Xin chào Trinh và chào tất cả các quý vị. Thì bản thân cá nhân Long là có một cái trải nghiệm và một cái quan sát trong suốt 15 năm qua, kể từ năm 2003 khi mà bắt đầu có cái chương trình học bổng của chính phủ Mỹ là chương trình VF, cho đến bây giờ. Thì quả thật giống như Trinh nói, thì cái chuyện đi du học nó đã có những cái sự thay đổi và chuyển biến nó rất là khác. Đúng, cách đây hơn 10 năm thì những cái bạn mà được đi du học ấy, là thường là những bạn mà rất là giỏi, xuất sắc, giống như anh Hà. Gọi là cả nước một năm chỉ có 100 người hoặc 50 người thôi. Nhưng mà đến bây giờ ấy, thì là theo như thống kê thì như quý vị đã biết là Việt Nam là một trong 10 quốc gia có số học sinh đi du học nhiều nhất trên thế giới. Cái số lượng người đi du học, cái đối tượng đi du học nó không chỉ dừng lại ở những nhân vật xuất sắc nữa, mà nó sẽ dàn trải ra rất nhiều các nhóm khác nhau. Học sinh sẽ chia thành các nhóm đi du học. Cái này thì là nguyên nhân, nó xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó mình cũng phải thừa nhận một điều là cái giáo dục đại học ở trong nước về cơ bản ấy, là khi mà đào tạo thì cái số lượng có thể lên tới cả triệu sinh viên, nhưng mà cái số lượng khi mà ra trường đáp ứng được nhu cầu lao động của doanh nghiệp là đang ở cái tỷ lệ rất là thấp, đang ở tỷ lệ rất là thấp. Và một lý do nữa là chúng ta thấy rằng là Việt Nam rất là hiếu học, và các gia đình Việt Nam ấy, thì sẵn sàng gọi là gần như đầu tư tất cả cho con cái với cái mong muốn là có một cái tương lai tốt hơn. Các gia đình thì mong muốn tìm kiếm một cái cơ hội để làm sao cho tương lai của con mình, em mình tốt hơn. Và đây cũng là một cái vấn đề mà đang gặp phải trở ngại và nhức nhối hiện nay ở Việt Nam, là vì cái mong muốn ra đi học nhưng mà cái thông tin chưa được nhiều,
Chính vì vậy cho rất nhiều gia đình mặc dù là đưa được con đi du học rồi nhưng mà cái kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn. Anh Hà, anh là một trong những sinh viên đầu tiên đi du học và đi theo dạng học bổng. Như vậy thì nếu mà so sánh cái thời đó của anh, những cái câu chuyện của anh lúc đó đến bây giờ, ví dụ như là anh tiếp xúc với rất nhiều bạn sinh viên hiện giờ, hoặc là trong gia đình mình, em của anh, con của anh cũng đang chuẩn bị du học hay đã đi du học rồi, thì cái câu chuyện đó khác gì nhiều không anh? Những năm 90, 80 thì đúng là sinh viên Việt Nam đi du học thì phần lớn là phải có học bổng. Tầm những năm khoảng độ 2000, 2001 mình đang ở Pháp ấy, thì cái lúc mà mình sang là những năm 9 mấy ấy, thì rất là ít người ở Pháp, phần lớn là đi học bổng. Nhưng mà tự nhiên khoảng năm 2001, 2003 thì tự nhiên là thấy là những người Việt Nam mà sang Pháp du học tự túc rất là nhiều. Và con số nó tăng lên cách như là gấp 5, gấp 10 lần trong vài năm. Và khi mà 2004, 2003 mình sang Mỹ ấy, thì mình cũng lại nhìn thấy một cái sự như vậy, một sự kiện như vậy nó xảy ra ở Mỹ tiếp tục. Ở thời điểm mà mình sang Mỹ thì trường mình ở Illinois chỉ có 2-3 bạn đến từ Việt Nam thôi, cộng với một cái nhóm gọi là VSA là những bạn Việt Kiều. Ở bên đó thì cũng có mấy chục bạn tham gia. Thế nhưng mà chỉ 1-2 năm sau thì mình thấy cả 100 bạn ở trường mình. Thì đấy là một cái sự thay đổi rất là lớn. Mà lúc nãy thì anh Long cũng phân tích một số lý do, nhưng mình nghĩ có thêm một vài lý do nữa là cái sự toàn cầu hóa hiện nay nó diễn ra đang quá nhanh. Việt Nam mình thì đang ở ngã ba cả về văn hóa rồi địa lý, nên là các công ty nước ngoài vào Việt Nam rất là nhiều và người Việt Nam đi ra nước ngoài cũng rất là nhiều, thì rất là tự nhiên thôi là cái nhu cầu phải giao tiếp để hiểu văn hóa của họ rồi ngôn ngữ rồi tất cả mọi thứ là nó rất là tự nhiên. Và chính đấy mình nghĩ đấy là cái lý do mà cái nhu cầu nó lớn, và sau khi kinh tế Việt Nam phát triển một chút thì mọi người bắt đầu có điều kiện, thì cái sự đi du học nó một cái mình nghĩ là cũng rất là tự nhiên. Và một trong những cái yếu tố mà chúng ta thấy rằng là thay đổi rất là rõ rệt đó là cái độ tuổi mà các em đi học càng ngày càng nhỏ hơn. Chúng ta thấy rằng là 10 năm hoặc mười mấy năm trước đây thì chỉ có bậc đại học thôi, tức là phải kết thúc cấp 3 đúng không ạ? Cha mẹ ở nhà cũng yên tâm để mà cho con cái đi du học. Nhưng mà bây giờ thì có những gia đình đã chuẩn bị cho con em mình đi du học từ lớp 7, lớp 8 hoặc là cấp 1 rồi. Chúng ta thấy rằng là cái sự chuyển biến này cũng như là cái sự thay đổi này thì nó có tích cực hay không? Và nếu như vậy đối với các bậc cha mẹ phụ huynh thì họ nên cần chuẩn bị những cái gì? Suốt thời gian dài vừa qua ấy, thì đúng như Trinh nói là cái mong muốn của gia đình Việt Nam muốn cho con đi du học càng sớm càng tốt. Nhưng mà trên thực tế thì bởi vì Long đã đưa những bạn nhỏ học cấp 2 đi du học rồi, những bạn cấp 3 đi du học rồi, những bạn đại học rồi, những bạn sau đại học rồi. Thực sự là cái lợi điểm lợi cái đi học, du học sớm, và đây mình chưa bàn chuyện tài chính tốn kém tất cả mọi thứ nhé. Nhưng mà cái điểm lợi là cái đứa bé nó sẽ thực sự nó hòa nhập vào cái nước đó rất là tốt. Và đến lúc mà nó vào đại học rồi thì nó như là cái người dân ở cái nước đó vậy. Nhưng mà cái điểm ngược lại là vì là cái cách thức, cái văn hóa đâm ra là nếu như bố mẹ không có cái sự gọi là tương tác thường xuyên với con ấy thì gần như là ở hai bên ở hai cái thế giới khác hẳn nhau. Đấy là sự thật. Nhưng mà quay ngược trở lại là về mặt đầu tư ấy, thì quả thật là để mà đi du học sớm ấy, mà đối với các cái trường gọi là đi học cấp 2, cấp 3 thì thực sự là tốn kém, bởi vì cái môi trường giáo dục phổ thông mà thực sự tốt ấy phải là môi trường nó kiểu những trường nó gọi là boarding school, những cái trường nội trú. Phải khẳng định rằng nếu mà những bạn trẻ mà học được tốt giống như kiểu trong khu mình học trường Đinh Thiện Lý chẳng hạn thôi, chứ chưa cần học Nam Sài Gòn đúng không, quốc tế Nam Sài Gòn, thì cũng tốt hơn nhiều so với trường phổ thông của nước ngoài, nhưng phải không? Các quý vị có thể cũng cân nhắc nhiều thứ. Ví dụ như là học cấp 3 ở Việt Nam mà xin vào đại học của Mỹ thì thường cũng rất là khó. Các bạn có thể là cho các bé đi học cấp 3 khoảng 1-2 năm, 3 năm tùy theo cái quyết định của mình ấy. Thì cái chuyện ở Mỹ nhiều khi nó lại có những cái quyết định như giống như là mình học cấp 3 ở một cái bang này mà học ví dụ là top 5, top 10% của cái lớp đấy thì các cái trường ở trong cái bang đấy nó phải nhận chẳng hạn. Thế là có những cái đường vào đại học nó dễ hơn nhiều. Thay vì nếu mà ở Việt Nam thì mình lại phải nộp rất là nhiều hồ sơ và người ta xét và thực sự là chen chân được vào những cái trường tốt của Mỹ rất là khó. Thì đấy cũng là một khía cạnh mà các bạn có thể cân nhắc thêm. Nghĩa là có thể là nó giúp cho quá trình vào đại học trường tốt ở bên Mỹ dễ hơn. Nhưng bù lại thì các bé cũng phải xem các em ấy có đủ cái sự trưởng thành lớn để mà có thể là sống một mình được như vậy không. Và một khía cạnh nữa mà anh Long cũng nhắc đến là khi mà các bé sang đại học ở cấp 3 ấy, ở xuống ấy, thì các bé sẽ nói chung là sẽ học cái văn hóa của nước, cái nước sở tại rất là nhanh, và cái khoảng cách giữa các bé với lại bố mẹ sẽ rất là xa. Còn đại học thì có thể là 50-50 tùy theo bé ấy. Còn nếu mà sau đại học ấy, thì các bạn bản thân các bé vẫn là người Việt Nam và
các bé quay về Việt Nam thì sẽ dễ hơn. À, bây giờ thì cái đối tượng đi du học nó chia rất là nhiều loại. Thì anh Long có thể chia sẻ cụ thể ở cái mặt này, và đối với từng một cái đối tượng cụ thể khác nhau như vậy thì sẽ có những cái phương pháp nào để mà chúng ta cái việc đi học nó, đi du học nó sẽ hiệu quả hơn. Một cái cụm từ mà Long dùng và Long muốn làm thành một cái gần như là một cái phong trào để tất cả các gia đình Việt Nam hiểu được là du học hiệu quả. Tức là mình hiểu đơn giản như này, mình coi cái việc du học giống như là một cái dự án đầu tư vậy. Thì mình đầu tư, đầu tiên đầu tư là tiền bạc, thời gian, rồi công sức, đúng không? Và mình tạo ra một kết quả. Thì nếu mà nhìn vào một cái dự án đầu tư, mình thấy là cái số, cái, tất cả những gì mình đầu tư vào đến cái kết quả đầu ra nó phải sinh lời. Chứ khi mình nhìn thấy một cái dự án đầu tư đó hay là nhìn cái việc học đó là có thể tốt rồi, thì bây giờ mới quay ngược trở lại là có khả năng đầu tư hay không, tức là điều kiện cần, điều kiện đủ, đúng không? Tôi có đủ tiền để học không? Tôi có đủ năng lực để học cái trường đó hay không? Tôi có yêu thích cái ngành học đó hay không? Vân vân, đúng không? Thì sau một thời gian dài thì Long có đưa ra một cái quan điểm, nó cũng là cá nhân nhưng mà nó cũng tương đối là phù hợp với nhiều người. Tức là thường học sinh đi du học thì Long chia thành 3 nhóm. Thì nhóm thứ nhất Long gọi là nhóm xuất sắc. Thì những nhóm này được phát hiện sớm, được chuẩn bị, thì cái cơ hội để vào được những trường đại học tốt và có được những học bổng một phần hoặc toàn phần là rất là cao. Nhóm thứ hai Long gọi là nhóm chuyên biệt. Có những ngành học ấy là không phải ai cũng học được, và học phí cũng tương đối là cao. Long lấy ví dụ như là học về phi công. Học về phi công thì nếu mà quý vị tìm hiểu về ngành phi công ấy, thì quý vị sẽ thấy rằng là hiện nay trên toàn thế giới là cái số lượng phi công nó đang bị khan hiếm kinh khủng, đặc biệt ở nước Mỹ. Cho nên người ta đã phải nâng cái độ tuổi của cái người phi công là từ về hưu từ 60 lên 65 tuổi vẫn cứ thiếu phi công. Như thống kê thì khi ra trường thì những cái bạn khác ra trường thì lương có thể khởi điểm có thể nhỏ, có thể thấp. Nhưng mà những cái bạn mà học cái ngành hàng không mà khi mà ra trường, đặc biệt là phi công thương mại ấy, thì khi mà lên gọi là trở thành phi công thì chỉ cần 2 năm là đã hoàn vốn rồi. Ví dụ như vậy thì cũng là một cái dự án gọi là hiệu quả. Hay là những cái ngành nghề khác giống như là biểu diễn hay nhạc, tức là những cái ngành mà phải có năng khiếu và học phí thì cao, nhưng mà khi mà đã là ra trường mà đã đi làm thì thường những ngành đấy là ngành nghề lương lại cao, nhưng nó vẫn là một cái dự án đầu tư hoàn vốn. Bên nhóm thứ ba là nó gọi là nhóm đại trà, và trên thực tế thì chủ yếu học sinh của mình là nhóm đại trà, có đúng không? Thì cái nhóm đại trà thì Long có phát hiện ra trên thế giới rồi, họ theo một cái hướng mà người ta gọi là practical training, tức là đào tạo rất là thực tế gắn kết với doanh nghiệp. Cái người học cái ngành gì là phải đến cái doanh nghiệp đó, cái ngành nghề đó thực tập để ra trường, người ta gọi là job ready, có nghĩa có thể làm việc được ngay, chứ không phải là chuyện là sinh viên ra trường chỉ có mỗi bảng điểm, kinh nghiệm chưa có, xong rồi tìm cách làm việc tích lũy kinh nghiệm. Mà đây là gì, các cách thức đào tạo này giúp cho cái người sinh viên khi ra trường ấy có ít nhất từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm thực tế trong cái công việc, trong cái ngành nghề họ đang làm, ở Mỹ, ở Úc, ở tất cả nơi trên thế giới, thậm chí ở ngay gần Đông Nam Á cũng có những cái trường như vậy. Hay cả Việt Nam cũng có một số trường họ hướng theo như vậy rồi, tức là họ hướng theo kiểu đào tạo thực hành và gắn kết với doanh nghiệp để sinh viên ra trường có việc làm. Mình nghĩ là bố mẹ thì nên hỗ trợ con chứ không nên bảo con là làm này làm cái kia, bởi vì mỗi thời nó một khác. Nhất là ở thời đại bây giờ 3.0, 4.0, không ai biết ngày mai nó như thế nào cả. Thì bây giờ mình lại lấy kinh nghiệm của 40 năm trước mình định hướng cho con thì thực sự rất là khó. Thứ hai nữa là mình cũng nên hiểu rất rõ cái mình muốn là gì khi mình cho con đi du học, tránh trường hợp là mình cứ muốn mọi thứ xong cùng thực ra là chẳng được cái gì cả. Ví dụ như là ở Mỹ có 4.000 trường đại học khác nhau, rồi cả các nước khác nữa. 4.000 trường đấy thì tốt cũng có mà xấu cũng có, đắt cũng có, rẻ cũng có, ở thành phố cũng có, ở nhà quê cũng có, tất cả mọi thứ. Thế mình phải xem là mình muốn gì trong đấy, chứ không phải là cứ leo vào cái trường nổi tiếng. Có những trường nổi tiếng nhưng mà cái ngành của mình nó lại không giỏi, thế cùng mình chui vào đấy xong cái lúc mình học đấy thì mình claim là mình bảo mình học sinh trường tốt, trường A, trường B, trường C, nhưng mà 5 năm nữa, 10 năm nữa ra trường mình không biết một cái gì cả. Nghĩa là cái ngành nó nổi tiếng thì không liên quan đến mình, mà cái ngành mình cần học, mình học rồi thì lại không học được cái gì cả, thì đấy là một cái sự rất là phí phạm. Khi mà các bậc phụ huynh mà gửi con em của mình đi học đó, đa phần là đều mong muốn rằng con em của mình sẽ được ở lại ít nhất là một vài năm làm việc, tích lũy kinh nghiệm
hoặc là có thể sinh sống và phát triển sự nghiệp ở tại cái nước sở tại đó luôn. Nhưng mà đương nhiên chắc chắn rằng là chỉ có một số ít phần trăm là có thể ở lại cái nước sở tại thôi, đúng không ạ? Và thường thường khi mà phải về đó, bắt buộc phải về thì cũng mang theo rất là nhiều những cái sự thất vọng. Cũng giống như ở Việt Nam thôi, học xong ra trường thì phải đi xin việc, đúng không? Và nếu mà xin được việc làm thì có thì sẽ được nhận làm. Và nếu mà một người ở Việt Nam thì không có thủ tục gì về vấn đề là giấy tờ visa cả, tức là cái năng lực và đáp ứng được với yêu cầu công việc thì sẽ được nhận được việc làm. Đấy là chuyện bình thường, đúng không? Thì tương tự như vậy, một cái bạn trẻ sau khi mà học xong ở nước ngoài ra trường thì cũng đi xin việc làm. Và nếu như năng lực mà đáp ứng được ấy thì người ta cũng nhận. Nhưng ở đây nó có cái mấy cái rào cản khó hơn này. Cái thứ nhất là tất cả các quốc gia thì họ đều ưu tiên là sẽ tìm, bởi vì ở đâu cũng có tỷ lệ thất nghiệp cả, đúng không? Cho việc đầu tiên người ta phải ưu tiên cái công việc đấy mà cái người dân của cái quốc gia đấy có thể làm được. Đấy là cái thứ nhất. Do vậy là nếu mà hai người năng lực trình độ như nhau ấy thì chắc chắn người ta phải tuyển cái người dân ở đấy rồi, đúng không? Và nếu như mà mình có một năng lực đặc biệt và không kiếm được cái người dân bản địa thì người ta bắt đầu người ta mới gọi là thuê mướn mình. Thì thuê mướn mình thì lúc này nó lại có hai rào cản là nếu mà bây giờ tôi cứ thuê ông nhưng mà cái tình trạng visa của ông có thể ở đấy làm được của tôi 3 năm thì tôi mới thuê, chứ nếu mà ông một năm nữa cái visa này phải về là tôi không có thuê. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là ông này quá xuất sắc thì bắt đầu thuê thì tìm cách để bảo trợ để đổi cái loại visa để ở được lâu hơn, vân vân và vân vân. Giống như anh Hà nói, phải trải nghiệm cái việc cuộc sống bên đấy, cái kinh nghiệm làm việc ở bên đấy thì con người mình trưởng thành, chứ không đơn thuần là mình sang đấy mình học các kiến thức đấy. Bởi vì thực sự bây giờ đúng là các kiến thức thì không cần đi nước ngoài học vẫn trình độ cao như bình thường, nếu mà chỉ học kiến thức không. Thời gian mà ở nước ngoài ấy, có thể là nó cho mình một cái trải nghiệm mà nó rất là khác ở Việt Nam. Nó cho mình đặt câu hỏi rất là nhiều cho mình để mình có thể là mình tìm cách trả lời, sau mình có thể hiểu cái bản thân mình hơn một chút. Thì mình nghĩ là chuyện đi học thì nó cũng có ích, nhưng mà cuối cùng thì mọi con đường đều dẫn đến Roma, đúng không? Nghĩa là nếu mà mình thực sự mình muốn làm thành công ở Việt Nam, mình biết mình muốn gì rồi ấy, thì cái chuyện kia nó không nhất thiết phải đi du học. Và mình nghĩ là ở Việt Nam bây giờ thì thực ra cũng có rất nhiều thứ là thuận lợi hơn ở nước ngoài, chứ không phải cứ nước ngoài là tốt hơn ở Việt Nam. Ví dụ cơ hội ở Việt Nam thì rất là nhiều. Ở Mỹ bây giờ các bạn thấy có thể là tất cả các cái tỷ phú mới phải là công nghệ, chứ còn những cái ngành cũ như kiểu sắt thép rồi bán lẻ những thứ người ta đã làm xong từ lâu rồi, không có cửa gì để một cái người mới chen chân vào. Nhưng ở Việt Nam thì tất cả mọi thứ đều đang bắt đầu, từ xây dựng đến công nghệ đến tất cả mọi thứ mình đều đang bắt đầu cả, thì nó có cơ hội. Và thứ hai là ngay cả bạn không làm kinh doanh, bạn làm khoa học hay là bạn làm nhà nước thì Việt Nam có quá nhiều vấn đề để giải quyết, để xây dựng. Và đấy chính là cái cơ hội để mình tạo cái dấu ấn trong cái sự nghiệp của mình. Vâng, cho nên là tâm lý đối với lại các bậc phụ huynh đó, là nếu như mà con em mình không ở lại được cái nước sở tại mà về thì cũng chắc là cũng không quá buồn, đúng không ạ? Nhu cầu đi du học ngày càng cao, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau không phải ai cũng có cơ hội đi du học. Nếu vậy, các bậc phụ huynh nên chuẩn bị tâm lý cho con em mình và cho chính mình ra sao? Sẽ có những lựa chọn như thế nào nếu không đi du học? Nhiều người tham dự chương trình trò chuyện hàng tuần lần này đã cùng trao đổi, chia sẻ để tìm ra những giải pháp tốt nhất cho con em mình khi không đi du học được. Và bây giờ thì chúng tôi cũng muốn nghe những cái chia sẻ từ quý vị khán giả để mà cả mọi người tham dự ở đây cũng sẽ có được những cái câu chuyện đâu đó cũng sẽ giống mình và cũng có những kinh nghiệm để mà mình có thể chuẩn bị tốt hơn cho con em của mình du học. Xin chào các anh chị, xin chào anh Long, anh Hà. Hôm nay Nguyên tới đây á, với tư cách là một phụ huynh đã có con đang đi du học, và Nguyên xin chia sẻ thực tế mà gia đình Nguyên, các con Nguyên đang học. Vấn đề thứ nhất á, là sự chuẩn bị. Thứ nhất đó là về văn thể Mỹ. Có nghĩa là con mình có thể chơi thể thao, có thể hát, có thể vẽ. Để khi con mình đi qua bên nước ngoài, ngoài cái giờ học, con mình có thể chơi bất kỳ một môn nào đó. Điều đó rất là quan trọng cho cái giai đoạn đầu khi bắt đầu bước qua bên một cái môi trường học mới, một cuộc sống mới. Sau cái giờ học, nếu như con mình không tham gia các cái đội nhóm thì con mình sẽ sau giờ học sẽ chỉ đi về phòng thôi. Và như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến cái tinh thần của con mình
cho những ngày đầu, cho cái giai đoạn đầu khi bước vào một môi trường mới. Về kỹ năng, kỹ năng ở đây thì nó có thể rất là rộng, nhưng kỹ năng ở đây gói gọn là kỹ năng tự chăm sóc được bản thân. Nội dung lớn thứ hai mà mình cần phải lưu tâm là việc tìm trường. Cái việc mà chọn trường lớn chưa hẳn là tốt. Cái ngày đầu khi con mình bước vô cái trường đó, con mình sẽ cảm thấy là giống như là ở một cái biển rộng vậy đó, cảm thấy bơ vơ lắm. Nếu học trong một cái môi trường vừa phải thì nó như một cái gia đình lớn vậy đó. Từ thầy cô cho đến bạn bè có một cái sự quan hệ kháng khích và có cái sự quan tâm, vậy con mình sẽ cảm thấy ấm áp hơn, cảm thấy gần gũi hơn. Vấn đề lớn thứ ba, thông thường thì các cha mẹ cho con đi học thì thường rất là nhiều cái lo lắng và thường sẽ để cho con mình ở các cái nhà host hoặc là homestay. Nhưng đối với gia đình Nguyên thì Nguyên ngay từ đầu là chọn là ở ký túc xá. Ở ký túc xá thì rất là kỷ luật, do đó là con mình nó luôn luôn ở trong cái tình trạng là giống như đang ở trong gia đình và cảm thấy rất là gần gũi. Cảm ơn anh Nguyên, bởi vì anh Nguyên thì có tới 3 người con đi học lận, cho nên là có rất là nhiều kinh nghiệm. Và chúng ta cũng thấy là nếu như mà chuẩn bị kỹ ngay từ ban đầu thì cái việc đi học nó sẽ hiệu quả hơn. Và bây giờ thì có anh chị nào có những cái câu chuyện của con em mình trong khi đi du học? Xin mời chị. Thì mình xin chia sẻ một cái câu chuyện của con mình. Cháu đi Canada cũng được 8 tháng, học theo cái diện học bổng 50% ở lớp 12. Đi theo diện học bổng 12 thì cái anh văn nó cũng còn thấp lắm, nó 5.5 thôi. Nhưng mà những cái môn học toán, lý hóa hay gì này thì em rất là tốt. Nhưng mà cái giao tiếp nó bị hạn chế. 8-9 tháng trời là em chỉ có ở đi tới trường và về ký túc xá ở thôi. Và có một cái buổi sáng, tức là trường gửi cái email cho mình, thì khi mình mở cái email ra mình đọc thì mình thấy cái chữ là warning letter, tức là thư cảnh báo gửi cho phụ huynh. Thế là mình đọc mình cũng hơi lo chút xíu, vì là con của bà 1 giờ đêm nó bước chân, đặt chân vô trường và nó làm cho cái còi báo động của trường vang lên. Thế là nó vi phạm cái nội quy nội trú của trường. Mà cái này là do thiếu sót của phụ huynh mình, tức là khi mình làm hồ sơ cho con ấy, thì tất cả những cái gì mà mình làm hết, mình đọc mình ấy hết mà mình không đưa cho con đọc, mình không nói, ví dụ như những cái handbook mà nhà trường gửi thì trong đó có những cái nội quy đầy đủ, thì con em mình nên đọc để nó nắm rõ là những cái điều gì nó nên làm và những cái điều gì nó không nên làm. Thì đó là một cái thư cảnh báo, nhưng mà mình vi phạm thì nó phải đóng tiền phạt. Tôi thì có một cái chút kinh nghiệm thế này, tôi thì con chưa đi học, nhưng mà tôi thì thấy để ý rằng là ví dụ như là con mình đi học thì đầu tiên cháu học trong cái môi trường là trường Đinh Thiện Lý, thì lại đến năm lớp 10, lớp 11 thì hầu hết là gia đình cũng có tâm lý ra về là cho con đi học. Thứ hai nữa là và các cháu cũng hiểu rằng đi du học là khổ, là khó, chứ không cũng biết là không phải sung sướng. Do vậy thì là tôi cũng như là giống gia đình thì tôi cũng nghĩ rằng là cái đấy là tùy của cháu và cái quyết định của cháu. Thì trước khi đi học thì gia đình của tôi cũng ví dụ sang Canada tham quan một số trường và để cho cháu thấy và tham gia tham quan và đến gặp một số học sinh, các cháu đã học như nào và thấy đấy, con như vậy con có học được không, con có cảm nhận được là tự xử lý được không. Và từ lúc đó thì cháu có sự thay đổi, thì là cháu cũng tự gia đình tôi thì hoàn toàn cho cháu chủ động hoàn toàn tự tìm trường. Tôi muốn chia sẻ cái điều này là vì thế này này, số người bạn là có con học và cũng kỳ vọng về con nhiều quá và áp lực cho con nhiều quá thì cháu nó bị trầm cảm, và cũng có một trường hợp là cũng đã tự tử. Cái này nó tại vì mình nói thế này thì không sao, nhưng mà khi mà trong cái mình không hiểu, mình không thực tế ở cùng con ra sao và mà mình tạo áp lực mà con nó nghĩ rằng là bố mẹ ở nhà kỳ vọng này nọ mà mình bên này không đáp ứng được mà mình không hiểu, thì đó là một cái thất bại rất lớn. Do vậy tôi nghĩ là có một cái điều là cũng
không nên tạo áp lực cho con, và cũng phải hiểu vấn đề con nó sống với đó, và mình có thể đứng, cho nó chủ động nhưng mình vẫn đứng sau để và hiểu về tâm lý của chúng nó. Ở một cái góc nhìn của một cái người muốn đi du học, đã đi du học rồi thì trải qua những tâm lý như thế nào, thì ở đây có bạn nào có thể chia sẻ được cái việc này không? Xin chào các anh chị, em là Khôi và em xin chia sẻ một số cái kinh nghiệm với tư cách là một người con đã từng trình bày cái mong muốn là mình muốn đi du học với cha mẹ mình và nhận lại một cái phản hồi khá là bất ngờ. Đó là khi mà nhớ vào những cái năm đầu lớp 10, khi mà em trình bày là mẹ con muốn đi du học, thì mẹ em mới bày tỏ một cái nỗi lo sợ là sợ em đi một mà về ba. Cho nên là xong rồi cả một cái quá trình nói chuyện sau đó khoảng 1-2 tiếng á, là mẹ em nói là toàn bộ là nói về ở bên đó giờ có những cái nguy hiểm thế này thế kia. Ba mẹ luôn lo lắng là làm sao mà trong cái sự thay đổi về hoàn cảnh sống, về môi trường học tập, về bạn bè, thì làm sao mà con mình có thể bình tâm được và thích nghi được với những cái thay đổi đó, có thể đứng vững trước những cái cám dỗ nơi cái chân trời mới, tức là nó khác hẳn so với Việt Nam. Thì em cũng không lạm bàn về làm thế nào để giải quyết cái vấn đề đó, thì chắc anh chị cũng biết rất là nhiều rồi. Em chỉ xin nói là với cái tư cách mà với một người con đối với ba mẹ mình á, thì em cần những cái gì ở ba mẹ. Thì ngoài những cái sự hỗ trợ về tài chính, về cái sự chuẩn bị về thông tin, thì em cũng rất cần, là những cái người con á, rất cần cái sự hỗ trợ về mặt tâm lý, về tinh thần. Tức là muốn gì, tức là muốn cùng ngồi với ba mẹ, cùng nói về những cái dự định của mình. Cần ba mẹ thể hiện là ba mẹ luôn ở đây và đồng hành với con trong cái quá trình mà con đi du học ở nước ngoài. Rất cần cái sự tin tưởng từ ba mẹ mình. Và đương nhiên là cũng không phải là tin tưởng hoàn toàn là con làm gì cũng là đúng hết, nhưng mà tin tưởng, nhưng mà cũng phải có sự theo sát. Và quan trọng nhất vẫn là cái sự đối thoại giữa cha mẹ với lại con cái, thì không phải là cái gia đình nào cũng có nhiều, thì mình vẫn cần nhất cái sự chia sẻ từ ba mẹ mình. Ngoài những cái việc quan tâm là con em của mình đi học như thế nào, tiếp nhận kiến thức ra sao, sinh sống như thế nào, thì cái việc là sợ rằng là sẽ bị cám dỗ ở một cái môi trường mới thì thực sự là một cái nỗi lo khá là hiện hữu. Thì anh Hà với lại anh Long có một chia sẻ gì ở khía cạnh này không? Cái đứa trẻ khi mà rời ra khỏi vòng tay bố mẹ ấy, có thể vướng vào hoặc là bị hấp dẫn bởi những cái thứ mà được gọi là cám dỗ. Thì cái này nó có hai vấn đề mình phải nhìn rõ. Vấn đề thứ nhất, giống như bạn nói, bố mẹ mong muốn tin tưởng con cái, nhưng mà cái quan điểm bố mẹ con cái khác nhau. Ví dụ như là ở cái văn hóa Mỹ chẳng hạn, ví dụ như là anh Hà có thể kể chi tiết, nhưng mà ví dụ như mà nhìn cái nhóm sinh viên nó tiệc cuối tuần với nhau thì bố mẹ nghĩ rằng nó xa ngã, ví dụ thế. Nhưng thực ra đấy là cái chuyện bình thường. Tuy nhiên cái đứa trẻ, nếu mà mình thực sự hiểu tâm lý nó, mình biết nó sống có mục tiêu, biết nó hướng nó ra làm gì, thì cái chuyện mà nó biết những cái thứ xung quanh chỉ là làm cho nó toàn diện lên, chứ cũng không có gì phải lo lắng cả. Cảm ơn các chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn một lần nữa rất là nhiều sự tham gia của anh Long cũng như là anh Hà đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, và cũng hy vọng rằng là hai anh sẽ tiếp tục cái niềm đam mê, cái con đường của mình phía trước, đó là tiếp tục dẫn dắt các em học sinh của Việt Nam để mà đi du học, như anh Long nói là phải du học hiệu quả mới được. Cảm ơn anh rất nhiều. Chương trình của chúng tôi cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn công ty Phú Mỹ Hưng đã phối hợp với kênh truyền hình FBNC thực hiện chương trình này. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.